Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách khắc phục ánh mờ thành ảnh rõ nét như thế này. Và mình đã chia sẻ 3 cách khắc phục ánh mờ thành ảnh rõ nét rồi, mời các bạn phải sẵn đủ kênh để xem và áp dụng. Còn để làm theo cách này thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào cửa hàng Malay này. Tiếp theo mình sẽ gõ cái từ khóa Snap Edit như thế này. Tiếp tục mình sẽ bấm cài đặt ứng dụng này. Đây là biểu tượng ứng dụng này. Bấm cài đặt. Ứng dụng này rất là nhẹ, mình chọn trong giây lát. Sau khi cài đặt xong, bấm mở vào ứng dụng này. Đây là mức phí hiện tại của bản tính phí nè. Ở đây mình sẽ sử dụng free. Đóng lại nè. Và đây là dữ liệu chính của ứng dụng này. Bây giờ để khắc phục ánh mờ thành ảnh rõ nét thì mình sẽ chọn đến một lồng nét này, bấm cho phép. Tiếp theo các bạn chọn bức ảnh mình muốn khắc phục ánh mờ thành ảnh rõ nét. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn bức ảnh này. Tiếp tục chọn đến một lồng nét này, xin quảng cáo. Vì mình xài bản miễn phí free nên sẽ có quảng cáo. Sau khi quảng cáo chạy xong, bấm đóng này, chọn kết thúc này. Và đây là kết quả nè. Đây là bức ảnh trước khi khôi phục nè. Còn đây là bức ảnh sau khi mình khôi phục nè. Trước nè, sau khi khôi phục nè, sau khi ứng dụng xử lý nè. Nhìn bức ảnh của mình rất là rõ nét so với ảnh gốc ban đầu. Và để lưu bức ảnh này về máy, bấm lưu bên góc phải nè. Chọn lưu free nè, xem quảng cáo nè. Sau khi quảng cáo chạy xong, bấm đóng nè. Như vậy là mình đã lưu bức ảnh này về máy nè. Ngoài tính năng là khắc phục ánh mờ thành ảnh rõ nét thì ứng dụng này còn rất nhiều tính năng khác, như là xóa người thừa trong ảnh nè, xóa nền nè, thêm hiệu ứng nè, tạo ảnh anime nè, chỉnh sửa mây trời nè, chỉnh sửa ảnh nè. Các bạn khám phá thêm những tính năng này. Cách khắc phục ánh mờ thành ảnh rõ nét như thế này rất là thú vị. Các bạn có thể là trải nghiệm. Video của mình đến đây là kết thúc. Chào tất cả các bạn.